Ok, còn mấy món mình mình làm tiếp video nha. Ra đi vô cái đầu hơi này các bạn, đi vô cái đầu hơi này là hàng cỡ lớn nha, hàng xịn. Cái này tháo trong một cái máy nén. Thì rất là nhiều khách chia sẻ cái đầu hơi này á, nó hàng xịn nhưng mà cơ bản thì việc chế nó hơi khó xíu nha, cho nên mình bán rẻ rẻ cho khách nào về chế được chế nha. Nó là dạng một ti cỡ lớn tháo trong máy, nó trong cái máy nén khí cách âm á, chứ nó không phải trong những cái máy nén khí lộ thiên ở ngoài, như máy nén khí bình hơi á thông thường. Cái loại này thì khách chia sẻ là nó gọi là rất là bền đó các bạn, hơi lên nhanh khỏe. Cái dây này mình không thấy nó câu đi đâu nha, cơ bản nó chỉ là một dây gì ta, không thấy hơi các bạn. Hàng Made in Japan nha. À, thì cụm này như mình nói thì nó xịn tốt ha, Made in Japan này các bạn. Sanwa Seki nha, Made in Japan. Nhưng cơ bản á, các bạn muốn chế được nó đó, thì cái phần này nè các bạn, cái phần này á là cái phần này thì mình phải tìm một cái poly nó cho nó phù hợp nha, lắp vào đây luôn ha. Hoặc là chính trên cái này nè, các bạn tháo ra, các bạn đi tiện cái rãnh luôn, tiện cái rãnh chữ V luôn nha, chứ nó khó là khó phần này thôi. Khách nào có xưởng có ấy thì làm được. A42, cái này chắc nồng bên trong là 42 các bạn, lỗ 42 hay sao, mình test hơi cho bạn xem nha, hơi còn cực kỳ kín nha. Cái này mình test trên bãi rồi nha, mấy cái hàng này phải tuyển bên bãi các bạn, mình test kỹ mình mới đem về. Các bạn nghe nha, hơi rất là kín. Không rơ lát nha, quay êm. Để lâu nó hơi giống như nó bót á. Nó bót nha. Thì ở đây các bạn thấy sẽ có những cái vị trí này nè. Thì nó sẽ có đường vào và đường ra nha, đường vào và đường ra. Đó. Hơi rất là kín nè. Ok, cụm này mình bán thông thường những cụm này nè các bạn, mình bán 1,2 triệu. Cụm lớn cái này nè là 1,2 triệu. Đó. 1,2 triệu cho về khách chế. Nhưng mà cái này thì mình giảm giá nha. Cái này mình để giá giá vốn lại nha các bạn, để giá vốn cộng lỗ, cái bán lỗ. Cái này bán cho các bạn 800 bao ship nha. Bao ship cụm này khoảng 12 kg. Đó. 800 bao ship. Cái này các bạn lấy cái một ngựa kéo là ok nha, một ngựa rưỡi vậy đó. Tầm đó, ngựa rưỡi, hai ngựa đó. Các bạn chế. Thì hàng này hàng xịn nha. Các bạn khách nào chế được thì xài rất là ngon, bền. Hàng của Nhật. Cái đầu mà của Trung Quốc á, hiện tại trên Shopee á, cái đầu mà nhỏ hơn rất là nhiều nha. Thì giá đã 850k. Đó, nhưng mà đầu đó sẽ không bền bằng đầu này ha. Nhưng mà khách nào chế được á, thì nó hơi khó cái phần này. Còn khách nào mua về á, thì mình mở ra, mở bốn ốc đầu bò này ra, xong rồi
mình châm dầu nhớt này nọ nhé, rồi mình mới xài. Ok, 800 bao ship nha. Và xi lanh thì mình còn hai cái, xi lanh ti thủy lực, ti này ti một chiều nha các bạn, ti một chiều nhé. Cái này cái phần ti á, phần ti là 50 50, cái phần vỏ là 7 mấy, hành trình là khoảng 500, hơi rất là cứng này. À, ti này trong cái máy đội nha, 20 tấn. Cái này còn hai cái thì mình cũng giảm giá luôn nha. Lúc trước là mình bán hai cái là mỗi cái 1,5 triệu, hàng của Nhật, Nhật bãi, còn rất là ngon, hơi rất là kín, bao kín cho các bạn luôn nha. Hiện tại còn hai cái, 1,2 triệu một cái. Khách nào chuyển khoản thì mình hỗ trợ một phần ship các bạn, 1,2 triệu là thu vốn, cho nên là không có bao ship được. Đó, hơi rất là kín. Ok, còn hai cây nha, cái này còn hai cây. Ok, thì clip này thì mình sẽ làm hai cái phần này. Còn lại mấy phần kia thì mình đã làm hết rồi.